Thưa quý vị, trong khi đó thì vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos thành lập quỹ từ thiện để chống lại tình trạng vô gia cư. Tổng giám đốc điều hành công ty Amazon Jeff Bezos cho biết, ông này đang có kế hoạch để quyên góp một phần tài sản nhằm để giúp chống lại tình trạng vô gia cư đang ngày một leo thang trong xã hội hiện nay. Ông Jeff Bezos và vợ là bà Mackenzie hiện đang nỗ lực thành lập quỹ từ thiện vô vụ lợi, trị giá lên đến 2 tỷ Mỹ Kim để hoàn thành hoài bão này. Số tiền sẽ được quyên góp cho những gia đình vô gia cư nghèo khó, cũng như giúp để thành lập một hệ thống trường mẫu giáo dành cho cộng đồng dân cư có thu nhập thấp. Họ gọi dự án này là Bezos Day One Fund. Vào tháng 7, ông Jeff Bezos đã được tạp chí Forbes mệnh danh là người giàu nhất thế giới với mức tài sản lên đến 164 tỷ Mỹ Kim.